Nhậu, nhậu y như là thi, nhậu cũng có nội quy. Nhậu một chút rồi đi, thôi mày về đi ở làm chi. Nhậu phải cho thiệt say, nhậu phải overnight. Nhậu cho quên ngày mai, không sai ta sẽ điều về. Một là trong khi nhậu không được giữ thề hay nói tào lao. Khi say rồi thì phải nằm ngủ, chừng nào thức dậy quất tiếp chặn sau. Đứa mua rượu đứa phải mua mồi để tránh nội bộ lục đục xào xáo. Còn lúc đang nhậu phải giữ vệ sinh, không được hạt nhậu làm dơ quần áo. Điều thứ hai là cấm tuyệt đối khi đi nhậu không dắt vợ con, để hạn chế rượu còn một đống mà khi nhìn lại là hết mọi ngon. Nhưng khuyến khích dắt theo em vợ, đặc biệt là những cô gái còn son, để tạo nên hưng phấn khi nhậu. Nhưng cấm mấy anh không được làm loạn. Phải đặc biệt chú ý điều ba, lúc tính tiền không được ngồi xa. Lúc tính tiền không đi toilet, tao mà bắt gặp tao kêu bằng cha. Hay là giả vờ có điện thoại, hoặc là nhận người quen bằng bên. Khi mày là thành viên của hội thì phải tự giác để đừng gọi tên ha. Nhậu, nhậu y như là thi, nhậu không có nội quy. Nhậu một chút rồi đi, thôi mày về đi ở làm gì. Nhậu phải cho thiệt say, nhậu phải overnight. Nhậu cho quên ngày mai, không sai tao sẽ không về. Nhậu y như là thi, mà nhậu không có nội quy. Nhậu một chút rồi đi, thôi mày về đi ở làm gì. Nhậu phải cho thiệt say, nhậu phải overnight. Nhậu cho quên ngày mai, không sai. Lúc đang chơi vui mấy anh em ui tắt ngay con phone cho tôi. Cấm không online, cắt ngay wifi, cứ vui chơi overnight. Chớ nên tham lam lúc anh em say cầm lộn điện thoại. Giống như không hay uống vô sung sung, nói năng lung tung sẽ bị xa lánh không chơi chung. Uống đi, kiếm có mấy khi nâng ly dùm cái đi. Đủ Kiên Giang là nhất khắp các tỉnh thành rồi hi hi. Không tin đi vô đây, làm vài ly là biết ngay. Nhậu đừng nên nói lớn để người kế bên họ điếc tai. Khi đi nhậu thì rất oai, tới lúc xỉn rồi ngã lên ngã xuống, nhìn lại bộ mình thì rất sai. Nhậu thì phải biết đường ra, say rồi thì ngủ giùm nha. Về nhà đừng nên gây gỗ để cho hàng xóm cũng phải ngủ nghe. Sáng mai đi làm hay nâng càng ly để quên sự đời, cứ vui cười đi thôi, mơ ước chi xa vời. Thế gian ngoài kia biết bao bi hài, sống không cần chia nhưng đâu có mang theo hoài. Nhậu y như là thi, nhậu không có nào quy. Nhậu một chút rồi đi, thôi mày về đi ở làm gì. Nhậu phải cho thiệt say, nhậu phải overnight. Nhậu cho quên ngày mai, không sai ta sẽ không về. Nhậu y như là thi, mà nhậu không có nào quy. Nhậu một chút rồi đi, thôi mày về đi ở làm gì. Nhậu phải cho thiệt say, nhậu phải overnight. Nhậu cho quên ngày mai, không sai ta sẽ không về. Nhậu, nhậu y như là thi, nhậu cũng có nội quy. Nhậu một chút rồi đi, thôi mày về đi ở làm chi. Nhậu phải cho thiệt say, nhậu phải overnight. Nhậu cho quên ngày mai, không sai ta sẽ điều về. Một là trong khi nhậu không được giữ thề hay nói tào lao. Khi say rồi thì phải nằm ngủ, chừng nào thức dậy quất tiếp chặn sau. Đứa mua rượu đứa phải mua mồi để tránh nội bộ lục đục xào xáo. Còn lúc đang nhậu phải giữ vệ sinh, không được hạt nhậu làm dơ quần áo. Điều thứ hai là cấm tuyệt đối khi đi nhậu không dắt vợ con, để hạn chế rượu còn một đống mà khi nhìn lại là hết mọi ngon. Nhưng khuyến khích dắt theo em vợ, đặc biệt là những cô gái còn son, để tạo nên hưng phấn khi nhậu. Nhưng cấm mấy anh không được làm loạn. Đặc biệt chú ý điều ba, lúc tính tiền không được ngồi xa. Lúc tính tiền không đi toilet, tao mà bắt gặp tao kêu bằng cha. Hay là giả vờ có điện thoại, hoặc là nhận người quen bằng bên. Khi mày là thành viên của hội thì phải tự giác để đừng gọi tên ha. Nhậu, nhậu y như là thi, nhậu không có nội quy. Nhậu một chút rồi đi. Xin chào tất cả các bạn. Thì cả nhà ơi, ngày hôm nay Bảo sẽ mang đến cho cả nhà một cái món ăn rất là ngon và đẹp mắt, như là rất là lạ. Món hột vịt nướng muối ớt cũng như là rau răm, và ở đây hôm nay Bảo có là hột điều nha cả nhà, chứ không phải đậu phộng. Mà sẵn cả nhà có đo hột điều của một cái chị gửi xuống tặng với gia đình ở Bình Phước đó, phải không? Chị Hòa đó, xin cảm ơn chị rất là nhiều đã gửi tặng quà cho gia đình tụi em nha. Thì sẵn đây em làm một cái món là hột vịt lộn nướng muối ớt đó. Thì qua cách của Bảo thì Bảo cũng học ở trên cái chỗ Foodie đó, người ta làm đẹp quá, mình làm thử chứ mình coi coi ngon không. Thì bây giờ mời tất cả mọi người cùng vào bàn ngày hôm nay với gia đình, cũng như là mời mẹ mời ăn. Rồi bây giờ mọi người ăn chén thôi nha. Ai ăn thì cứ đó. Bỏ vô cái chén sẵn cả nhà, phải sưu tầm kiếm cái chén này cũng cực khổ lắm nè. Kiếm cái chén cho vừa với cái tính cho nó đẹp nữa. Quan trọng là mình món này phải đẹp mắt, hấp dẫn, dễ thương.
Bây giờ mình ăn không cái nè, không thử cái cho nó có như thế nào nha, mời cả nhà nha. Bây giờ xin mời mọi người. Lúc đầu bỏ có quay intro á, intro cho cả nhà coi, nhưng biết cả nhà có thấy không, thì cho cả nhà coi lại nha. Chà, sao? Cái muối ớt này anh bỏ trong đây là nó cũng vừa, không cần chấm luôn. Đúng không? Cái nước của trứng vịt nó ra các bạn. Đúng không? Nó ngấm như là vừa ăn luôn. Không, tại vì nãy mẹ để không được, có nhiều cái miếng này nhiều hết rồi mà. Nhưng mà được. Hả? Lạ lắm. Nè, thử này đi, không có cay. Mẹ mình sợ cay nên mẹ mình ăn trứng không. Trứng không thì cũng chấm nè mọi người. Nhưng mà lạ nè mẹ, mỡ hành. Rau răm. Mỡ hành, rau răm với lại hột điều á, nó khuấy lên á, rồi cộng thêm cái mùi của trứng á, cộng thêm với lại tiếng muối này nè, nó dậy lên cái trứng vịt, nó khác cực kỳ, quá ngon. Số 1 cả nhà, cả nhà làm thử đi, rất đơn giản, dễ ẹt. Dễ nướng lắm. Không có hột điều thì mình ra đậu phộng cả nhà, tại vì bảo làm biến cái mùi đậu phộng. Dễ nướng lắm, mình nướng than nhỏ nhỏ thôi. 5 phút hồ luôn. Nên cái chén mình hồi nãy mọi người thấy đó, nó sôi sôi dầu đi chứ chén không bị nám bị. Cả nhà luộc trứng xong rồi đập trứng bỏ vô thao, xong lấy chén bỏ lên, hoặc là mình ở nhà mình làm biến thì mình chơi nguyên một thao, một tô gì đó bỏ vô luôn, xong để mỡ hành vô, rau răm vô, ít muối ớt vô. Đây là muối ớt chanh đường bột ngọt của mình nè, kiểu giống cua gì ba đó. Nó làm cái mùi nó lạ lắm, lạ cực kỳ. Mày ăn thử cái này nè. Ngon, số 1 luôn. Tuyệt vời. Ngon hơn mấy lần xào me. Đúng không? Tại vì nó vẫn giữ lại cái nước của hồ vịt lộn. Nó ra nó vẫn ngọt. Còn hồ vịt xào me là mình món này món mới. Dạ, nhưng mà nó thơm, quan trọng là mình nướng lên nó thơm, vậy cái mùi mà ăn thử coi. Đúng không? Quá ngon, đặc sắc. Ngọc ơi làm thử cái này Ngọc ơi. Ngon lắm. Để mới ăn này cái nhớ Điền Quynh lần đầu tiên. Lần đầu tiên Điền Quynh ăn cái thịt lộn này nè. Trứng vịt cái bển bự lắm, phải nhỏ như mình đâu. Dữ lắm. Để nó Ngọc làm thử rồi. Quá dễ dàng. Bảo biết được là cũng do Ngọc nó comment trên cái chỗ Phút Điền nè. Mình thấy tát lên vô hả? Quá hấp dẫn. Không có tát mà comment lên thì ai comment, bạn bè mình thì mình thấy. Quá tuyệt vời, nó cái nè. Hấp đều ăn béo ngon vậy. Ngon. Mỡ hành nó thơm thơm nè. Mỡ hành nó thơm thơm, hấp đều thơm, bùi. Cộng trứng nữa. Tuyệt vời. Cái nước thì nó ra nó ngọt. Nước của vịt rồi nè. Trứng vẫn giữ lại cái vị ngọt của trứng vịt rồi. Mỡ hành béo thơm ngon kìa. Nó khác hoàn toàn nè, không bán đồ tanh luôn ha. Đúng nè. Đúng rồi. Ngon. Không lẽ không lẽ mở quán có gì lộn này chứ. Mày bán được là cả lạ. Đúng lạ. Mày bán 10.000 trứng hả? 10.000 trứng chắc bán được, không biết cả nhà ủng hộ không ai mở quán quán người liên. Lâu lâu có mấy bạn cũng chơi anh bảo lắm, mở nhà hàng bán. Mấy nhà comment vô là tao anh bảo mở quán bán này, món này đi. Quán liên. Người bán chắc ba bữa à. Biết sao không? Nhiều người thấy bán được cái là mở qua bán cạnh tranh. Được kinh doanh. Không phải. Cái kinh doanh Việt Nam mình nó vậy đó. Đi theo trào luôn xíu à. Rồi vài ba bữa là tự mình làm chết mình luôn. Làm một lúc là ồ ạt. Sau thời gian ồ ạt nó tự động không ăn. Bánh mì, muối ớt, rồi xoài lắc, cốc lắc gì quá trời hết đó. À, giờ đâu thấy không? Cho nổi được cũng thầy cái vậy đó. Nên thành ra món này rất là đơn giản, mà mình mở ra thì mình bảo đảm các bạn được 3 ngày hoặc tuần lễ, cao lắm tuần lễ rồi mình dẹp. Mấy người cảm tâm liền. Ở nhà mình là ai muốn ăn thôi, tới bảo cũng làm cũng mời chứ. Thôi khỏi bán cho mập, đầu tư vô lỗ. Ha cả nhà. Xuất sắc. Mai về quê làm lại món này cho anh em nhậu. Đào quá. Ngon quá. Mà cái này cũng nhanh đúng không? Nhanh dễ làm. Luộc thông thông luôn. Luộc xong ra mình bỏ thêm
bỏ lên lò, bỏ lò là nó chín rồi, nó quên nó nóng cái chút sôi cho nó sôi cái dầu để cho mỡ hành rồi thấm rồi vô thôi. Ừ, yêu nhưng mà nướng không ấm, quá tuyệt vời mà chưa. Này ăn giống như gì ta? Nó này ăn mắc ngay rồi nha. Là cái này mình ăn mà mình bỏ chén 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 vô là giống gì? Bánh bèo hả? À có nướng bánh bèo. Cái này thật sự nếu mà đúng là ăn không ngán. Ăn mà 4 hành trứng ngay, ăn cái này mắc ngay. Ngon quá. Cái muối này cũng ngon mà. Ha, lạ. Trời ơi, Sinh An làm cũng ngon. Làm cũng ngon, bực mình ghê, bực mình. Tức mình quá, làm gì cũng ngon. Tự vẫn lương tâm. Em mấy trái à? Hả? Hai đứa. Làm cái đi. Ngon quá. Dạ hồi có công nhận hồi có bầu ăn thấy ngon miệng ghê. Anh bảo là hồi cùng lộn mà xào me mẹ. Có bầu ăn gì cũng ngon. Con ăn 4 năm trứng. Nấu cái này thật sự uống ngán. Bữa trước nhà con mẹ với ba thử thách con ăn mấy trứng mình là 7 trứng à. Trào ngược dạ dày luôn. Trào ngược dạ dày thực quản luôn. Ngon. Mà cố gắng thử thách bản thân mình có ăn coi nhiêu. Cứ đều ăn cái luôn mà. Ăn cái này. Đúng là học điều nó khác một bộ phận này. Đúng rồi. À, cho nên bởi cái này có thể là đậu phộng không ngon bằng cái này nữa nè. Nó đâu có béo bằng. Độ béo của nó hạt điều là nó béo hơn. Béo hơn đậu phộng. Thì mà học dịch thì cũng ngon nè, ngon nhỏ xíu. Bữa chị Hoàng Mỹ á cũng gửi quà chứ cô cũng nói mẹ suy nghĩ để cái món nào mà sử dụng mấy cái hạt điều rồi măng khô rồi vậy đó. Măng khô thì nấu bún măng thôi. Mà còn hạt điều này cũng khó nè, không biết món nào mình sử dụng nào. Miếng gà mà. Miếng măng gà. Chỉ có gà đi chứ còn vịt hoài. Vịt ngán. Còn con thì giờ ăn miếng được thì chỉ ăn bún. Ăn bún gà, miếng ngán quá. Thì đó, nhưng mà ý mình nói là mục đích mình nấu là cái tên mình đặt là miếng măng gà. Nên là biết sao không bảo rồi. Hồi xưa ông miếng ngon lắm mà tự nhiên hồi Tết về khu quy ở nhà nội mình đã nấu ăn rồi miếng gà ngon lắm. Ồ, mình cũng ăn tuyệt vời ngon luôn, tự nhiên ăn khoảng 2 tiếng hồi sau đâu tự chịu ngon. Miếng nó ăn nó sót luôn. Ồ, nó sót mà ăn cũng đau liền luôn, đau tức luôn rồi bắt đầu bảo sợ quá mà bữa đó là 30 Tết rồi. Phải chạy đi mua liền thuốc để ấy chứ lỡ người ta nghỉ bán là mình thua luôn, năng Tết mà. Thành ra là bảo mua xong về uống xong cũng không hết, cả đêm đau. Sáng sớm lại cũng chạy đi kiếm thử ai về cái tiệm đó gần nhà của vợ mình nè, à, có bán. Rồi uống mấy lần là nó đỡ hết. Rồi bắt đầu là từ bữa mùng 1, 2, 3 là bà không nhậu luôn á. Bắt đầu là chiều mùng 3 làm tí lại. Nó cũng không ổn nên là tại vì Tết mà không có được xíu rượu bia thì cũng buồn cả nhà. Làm bữa mùng 1 con đi mua thuốc cho anh Bảo, con nói là ra bao tử vậy. Cái người bán thuốc cứ nhìn con xong đấy, chị á, giờ chị phải đáng cay rượu cay bia đi. Tưởng nó là con không à. Nãy xong rồi hả? Ừ, xong. Nãy cũng xong rồi. Xong rồi ăn cơm nữa. Trước này mà mình ăn mà mình thay thế cơm mà. Ờ, mẹ ăn gì nghĩ rồi, mẹ không ăn cơm nữa. Con nghĩ ăn vậy là nghĩ rồi, anh bảo ăn 3 trứng mới là khai vị thôi. Không, cơm nữa, ông bảo ăn không mà phải ăn khoảng chén. Nó mới đủ được. Thì ăn vậy mà cái nào thấy nặng đó, lực ghê không? Để em miếu uống cái nào. Béo quá, chính là cái miếng vịt này ăn thôi. Đã, nó cái trồng đỏ nó đã béo rồi. Nó ngọt béo à, còn thêm cái mỡ hành nữa nè. Thêm mỡ hành gặp thêm hạt điều nữa. Cho nên tăng cái lượng béo. Mà nó béo nhưng nó thơm, cái mùi thơm nó làm cho mình
hấp dẫn, mình ăn nó cũng ngán. Nói chung là cái trứng này mình ăn cùng một cái hương vị khác, nó béo ngọt nhưng mà lại đưa vị hơn, chứ nó không phải là quá ngán. Mình ăn cỡ 2-3 chín là vừa, chứ ăn nhiều con nghĩ cũng sẽ ngán. Khi nãy đi, trước khi đi thấy anh bảo mặt của tắt lửa, cũng tưởng là làm tiếp tục hải sản nướng hay gì. Dẫn mình giờ đồ đi chưa? Đó cả nhà, cái này là để lại một lát nữa hậu trường thì chén tiếp. Rồi bây giờ coi như là cái video nhanh gọn lẹ mà cực kỳ ngon và hấp dẫn. Cả nhà ơi đây ai nhập biết. Thì cái video mình tới đây là cũng xin tạm dừng nha cả nhà. Món cực ngon và hấp dẫn, rẻ, ngon bổ rẻ nha. Học dịch lộn này không mấy ngàn, 9 ngàn. 30 ngàn không đâu, 15 chứ. Em mua 15 chứng 30 ngàn. 45 ngàn. Cái này hết 50 ngàn nữa là 90. 50 ngàn tiền chén nữa mọi người. 50 ngàn chén là mắc hơn hột gà đó cả nhà. Cái hột vịt đó, tổng cộng là 100 ngàn mà 15 trứng thì cả nhà có thể ăn 4 người. Không, nếu mà tại mình bỏ mua này, bỏ làm video nên bỏ phải đầu tư mua cái này cho nó đẹp. Cả nhà chỉ cần khoảng 40 ngàn, 2 ngàn rau răm, 2 ngàn hành lá là có ngay một bữa ăn thịnh soạn mà ngon lành cho cả nhà, cái gia đình của mình. Cái này mà cả nhà biết sao không? Tại vì mình làm video thì mình đem vô mình ngồi bàn ăn, chứ yeah, nếu mà không tập trung mấy đứa nhỏ lại rồi vừa nướng vừa múc vừa múc ăn rồi, là nó vui mà nó ngon nữa. Mình bỏ cho thêm cái thao này là cả nhà, cái thao bằng nhôm hay thao bằng gì đó, bỏ là 10-15 trứng vô luôn, xong mình quậy chén mỡ hành, quậy bỏ rau răm, bỏ lên xíu muối, còn mình không muối cũng được, quan trọng là nó thơm. Vô mình chấm muối sao, rồi rắc rau răm lên, rắc đậu phộng lên, xong xuống xuống rứt vứt bụp bụp bụp. Rồi nào là mua bắp, cô chú anh chị nào là có mua cho khoai rồi để lên nướng luôn. Có ông xã và có mấy anh mấy bạn mà muốn nhậu đó thì món này là số 1. Thôi bây giờ nói nhiều quá thì bây giờ mình xin kết thúc video đây nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ yêu thương gia đình mình. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Tạm biệt. Bye bye. Bye bye.